Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tem cảnh báo nhiệt độ. Trước hết, chúng ta sẽ thấy là gì khi chúng ta mua một cái lò vi sóng. Và trong lò vi sóng lúc này chúng ta đang nướng một con gà. Thì điều đặc biệt ở trên lò vi sóng này, nó tiện ở chỗ là bạn có thể biết được nhiệt độ ở trong lò của chúng ta đang là bao nhiêu độ. Ví dụ lúc này đang là 300 độ. Do đó lò vi sóng là một thiết bị có thể tự theo dõi nhiệt độ của chính nó và hiển thị ra màn hình để chúng ta có thể biết. Câu hỏi của chúng ta là: ồ, thế nếu bây giờ một cái thiết bị của tôi hoặc một dụng cụ của tôi dùng để chứa một cái sản phẩm nào đó, một nguyên liệu nào đó, và tôi muốn quản lý nhiệt độ của nó, thì làm sao tôi đo được nhiệt độ của nó? Hiển nhiên là chúng ta có thể sử dụng nhiệt kế hoặc là sử dụng rất nhiều thiết bị đo khác. Nhưng bạn hãy tưởng tượng bây giờ bạn có 1.000 thùng dầu thì làm thế nào để có thể đo được? Thậm chí đôi khi chúng ta không cần đo, chúng ta chỉ muốn là gì? Theo dõi xem nó có nằm trong nhiệt độ cho phép hay không. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng đến một thiết bị rất là đặc biệt. Trước khi đi vào thiết bị này, chúng ta sẽ tìm hiểu trước. Giả sử đây là quản lý A. Anh ấy hàng ngày phải đi kiểm tra nhiệt độ của các cái thùng dầu. Cụ thể hơn là anh sẽ phải xuất phát từ điểm A cho đến vị trí B và khoảng cách là 100m. Tóm lại, anh sẽ phải kiểm tra từng thùng bằng một dụng cụ gọi là nhiệt kế đo. Thế thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là anh ấy tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để thực hiện việc này? Thậm chí chúng ta ở đây chỉ muốn đo xem chúng có ok hay không, chứ chúng ta không nhằm đo để đưa ra một đối sách nào cả. Do đó, để giảm thiểu cái công việc này thì ngày nay người ta có phát minh ra một cái gọi là tem cảnh báo nhiệt độ. Ví dụ đi, chúng ta sẽ dán cái tem này lên một cái thùng dầu này. Và nhiệm vụ của quản lý A của chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ việc đi qua các thùng dầu liếc mắt nhìn một cái, thế là đã hoàn thành xong việc kiểm tra. Nói chung, đây chính là một phương pháp hiển thị hóa tình trạng của thiết bị, nguyên vật liệu, dụng cụ. Vậy tem cảnh báo nhiệt độ là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu. Trước tiên các bạn sẽ thấy là gì? Tem cảnh báo nhiệt độ của chúng ta, các bạn, nó sẽ gồm hai thành phần chính. Một là thân của tem, và thứ hai quan trọng chính là cái chất có thể cảm ứng được nhiệt độ và hiển thị hóa màu sắc lên để chúng ta có thể biết được bao nhiêu độ của cái vật đang được đo. Ví dụ ở trên này, bình thường cái tấm tem dán cảnh báo nhiệt độ của chúng ta sẽ có màu trắng. Nhưng khi cái nhiệt độ của đối tượng của chúng ta đạt đến mức 60 độ C hoặc trên 60 độ C, ngay lập tức nó sẽ chuyển sang màu đen. Như vậy, khi chúng ta nhìn thấy màu đen, chúng ta ngay lập tức sẽ biết là gì? Ồ, cái đối tượng của chúng ta, cái nhiệt độ này đang quá so với tiêu chuẩn. Lập tức chúng ta phải thực hiện đối sách hành động nhanh chóng. Thì các bạn sẽ thấy loại tem này người ta còn gọi nó là cảnh báo một mức, tức là nó chỉ cảnh báo một lần duy nhất. Chúng ta sẽ phải xé nó đi và dán lại một tấm mới. Như vậy, rõ ràng đây không phải là một cách tối ưu, tại vì bạn sẽ phải thay thế rất nhiều, từ đó sẽ dẫn đến các chi phí khác. Vì thế, người ta đã hình thành ra một cái khác gọi là cảnh báo nhiều mức. Nói chung, có những nguyên vật liệu hoặc thiết bị bạn muốn biết xem là nó nằm ở giải nhiệt độ bao nhiêu, chứ không phải chỉ là một giải nhiệt độ duy nhất. Vậy thì cảnh báo nhiều mức có nghĩa là tấm tem cảnh báo nhiệt độ này có thể đo đạt và hiển thị cho bạn biết được các mức độ nhiệt độ khác nhau ở bên trong máy móc. Ví dụ ở trên đây bạn sẽ thấy màu đỏ là 38 độ, màu vàng là 43, màu cam là 49 và màu xanh là 54 độ. Tóm lại, khi tem cảnh báo nhiệt độ của chúng ta hiển thị lượng màu sắc tương ứng này, thì cái lượng nhiệt ở bên trong cái thiết bị hoặc nguyên liệu của chúng ta đang nằm ở mức tương ứng này. Và cái mức này nó đang nằm ở trong giới hạn cho phép. Tem cảnh báo nhiều mức này, chúng ta có thể sử dụng nó lâu dài, bởi vì nó có thể tăng từ 38 lên 43 và một lúc nào nó có thể giảm xuống 38. Nói chung, loại tem này sẽ giúp cho chúng ta nhiều hữu ích, tại vì chúng ta có thể tái sử dụng nó nhiều lần. Bây giờ chúng ta vẫn đặt ra một câu hỏi: tôi muốn gửi một thùng hàng từ nước A sang nước B, và tôi không biết là gì, liệu trong quá trình mà thùng hàng này nó di chuyển
người ta có vứt nó ra ánh sáng mặt trời không, và nóng quá không được bảo quản trong kho lạnh nó sẽ hỏng mất cái thức ăn của tôi. Vì thế ngày nay người ta đã phát minh ra một cái gọi là RFID Smart. Tóm lại, loại này nó sẽ có 3 phần cơ bản. Đó là tấm tem cảm ứng nhiệt của chúng ta. Bên trong nó sẽ có một con chip và nó có thể phát ra sóng. Sóng này sẽ được đầu đọc của chúng ta tiếp nhận. Và đầu đọc này không những chỉ hiển thị cho cái người thao tác, mà nó còn có thể gửi dữ liệu này về trung tâm dữ liệu và lưu trữ tại đây. Chúng ta hãy cùng nhau đi xem xét một ví dụ. Giả sử tôi có một thùng rượu rất là ngon. Thùng rượu này thì nghìn năm tuổi. Bây giờ chúng ta muốn thùng rượu này được di chuyển từ vị trí A đến khu kim tự tháp để mời cho những khách VIP nhất của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng RFID để dán lên trên bề mặt của thùng rượu này. Tóm lại, trong quá trình vận chuyển của chúng ta, dữ liệu nhiệt độ của chúng ta sẽ liên tục được ghi nhận lại và được theo dõi theo thời gian thực. Chính vì thế, tại địa điểm của chúng ta, anh quản lý của chúng ta chỉ cần nhìn vào dữ liệu hiển thị ở trên màn hình là có thể biết được hiện trạng nhiệt độ của thùng rượu này đang OK hay là NG. Thì đây chính là một phát minh mới của chúng ta. Nhưng phát minh này nó lại dẫn đến một trong những hệ quả tất yếu như sau. Giả sử bây giờ anh quản lý A của chúng ta, sau khi anh ấy biết đến cái loại tem cảnh báo nhiệt độ này, anh ấy dán hết lên các thùng dầu. Rất là đơn giản thôi. Dữ liệu được truyền về máy tính của anh ta. Anh ta sáng sáng, anh ta chỉ cần được gì? Thức dậy này, liếc mắt một cái, OK, tất cả mọi thứ đều ngon lành cành đào. Tóm lại, chúng ta có một vấn đề như sau. Mặc dù đã có hệ thống theo dõi RFID, nhưng trong yêu cầu về quản lý chất lượng của chúng ta vẫn yêu cầu cần đi tuần tra thực tế một lần trên một tuần. Nhưng vì đã có hệ thống RFID cho nên là gì? Quản lý A của chúng ta là theo data đang OK, mình không cần đến tận nơi làm gì. Thật tuyệt vời, đúng là khoa học công nghệ trợ giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng điều này không phải nhỉ. Chúng ta đang đối mặt với một rủi ro lớn hơn, đó là làm sao quản lý trên của anh A này theo dõi được anh ta. Liệu anh ta có đi kiểm tra thực tế đúng một lần trên một tuần tất cả các thùng dầu hay không? Hay anh ta cứ ngồi chăm chăm và theo dõi dữ liệu ở trên phần mềm? Tóm lại, bất kỳ cái khoa học công nghệ nào có ưu điểm cũng sẽ có nhược điểm. Cái câu hỏi của chúng ta trong kỳ này, làm sao có thể theo dõi được một người có đi kiểm tra thực tế tại hiện trường hay không? Thì tất nhiên có một số cách, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong những video tiếp theo. OK, xin cảm ơn.